đang quay cho bác xem ha. Thì cây này là dạng tiểu long ha, bộ đế cũng đẹp. Mình mấy là dặn bánh quay chèo không ha, cây già già nữa, đặc biệt là nó có chi số 1 này, cứ to lên chi số 2 ha. Cây này mình chơi dán bay hoặc là ngoái đầu cũng vẫn được ha, đế đẹp đó, chơi dán bay như cây cần câu qua đó cũng được. Cây già đế, cây này dữ lắm đế. Cây này khoảng 101 đến 102 hoành, dữ dạ nó ha, như cây cần câu ở đây nè. Rồi đế dữ lắm đế, cây này bứng lên đế dữ dằn nè.